cựu thủ tướng Abe Shinzo và những cột mốc đáng nhớ. Tạp chí Forbes cho biết ông Abe Shinzo đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc hội vào tháng 10 năm 2017 và nhiệm kỳ thủ tướng thứ tư. Ông giữ chức thủ tướng Nhật Bản trong 4 nhiệm kỳ và được xem là thủ tướng tại nhiệm lâu nhất trong lịch sử Nhật Bản. Kể từ khi trở thành thủ tướng vào năm 2006, ông Abe Shinzo thi hành các chính sách kinh tế, thường gọi là Abenomics, trong đó bơm hàng tỷ USD vào tăng trưởng kinh tế của Nhật Bản. Dưới sự đe dọa liên tục từ các vụ thử tên lửa của Triều Tiên, ông Abe Shinzo điều chỉnh tình trạng trung lập quân sự của Nhật Bản và tuyên bố tất cả lựa chọn đều ở trên bàn. Ông ngoại Nobusuke Kishi và bác của ông Abe Shinzo đều là thủ tướng Nhật Bản. Ông Abe Shinzo bắt đầu sự nghiệp chính trị tại Hạ viện. Đầu năm 2018, ông bị cáo buộc lạm dụng quyền lực, dẫn đến các cuộc biểu tình lớn trên cả nước. Năm 2020, ông Abe Shinzo từ chức thủ tướng, viện dẫn vấn đề sức khỏe mãn tính. Thời điểm từ chức, ông Abe Shinzo bày tỏ sự tiếc nuối vì còn nhiều mục tiêu chưa hoàn thành. Những người ủng hộ ông Abe Shinzo cho biết, di sản mà ông để lại là mối quan hệ mạnh mẽ hơn giữa Mỹ và Nhật Bản nhằm củng cố khả năng phòng vệ của Tokyo. Tuy nhiên, các mục tiêu quốc phòng của ông và một số vấn đề khác đã gây tranh cãi, vấp phải sự phản đối công khai mạnh mẽ. Theo thông tin cập nhật từ cựu thống đốc Tokyo Masujo Ezoichi, ông Abe Shinzo đã bị ngừng tim sau vụ nổ súng. Cùng theo dõi Netbeat để cập nhật những tin tức mới nhất nhé!